Xin chào tất cả mọi người. Trong lúc mà dịch Covid-19 đang rất là nguy hiểm như rí, thì Hòa xin được đọc một đoạn thơ ngắn của tác giả Thế Mạnh để gửi tặng tất cả mọi người. Mời mọi người cùng nghe cho vui nhé. Đó là bài thơ Gọi mẹ dịp cách ly. Rắng bữa dư nó cho con gọi điện, gọi về mà nói chuyện với cha mấy. Bữa quá dư mẹ đóng cổng cách ly, dư mình dần đứng năm ly một chỗ. Khi tụi dư hầm cho nồi châu đồ, nó biết trắng mà nó chỗ bỏ thia. Tụi về nằm mê cũng phải ngủ chía, hai chá mi đứa dịch via lại dịnh mà rinh là ấy giao ní rinh khó tịnh. Mí gọi về thử phỉnh hỏi cái gói, chắc là tài ở nhà uống nước sối, không được uống nước chặt ngôi nhà họ. Dịch bệnh ní nghe nhọc chi chí đó, cứ xoay xoay chứ cùng nọ đi mố, rá ngoài cưới rồi lại giao đi vố, tiền hết cùng tài con có ví nợ. Mí gọi về thì chóa đấy mi nhự, trong nửa rắn chứ mà ở ngoài ní. Nghe bảo á, là mồi nha từ cách lý, nó cần thiệt không được đi mố cả. Mần rắn mần cẩn thận đi bấy ạ, đừng lắng sắng lủi mố cả bấy hành. Tha chịu khó cứ ở nha xoay xoáy, còn hớn đi rồi lại lấy dịch bệnh. Mà chính phủ của tá mân cắng hình, ngài dính tá thì phải lệnh như rí. Chán đấy chứ có mấy đứa trốc ly, dịch ra rí mà cứ đi bắt nhạo. Sợ ngủ dậy đã nghe loa thông báo là ba con phải tỉnh táo đề phòng. Đụng rồi đó, có rửa thì mới móng. Việt Nam sợ giải quyết sóng Covid. Bữa nữa dư có mấy lo nhút mịt, định gửi bấy về mấy trừ bên khố. Mà bữa quá chóa gọi lao ô tô, hân lại nói nó đi vố đỏ nữa. Thôi bấy mần cố gắng đi mấy bữa, chịu khó đi đừng có đang chờ láng tháng. Cần đi mố thì phải bịt khẩu trang, rửa là giúp nước Việt Nam tá đỏ. Dịch Covid hơn đi nhánh như rõ, phải ý thức để đối phó tình hình. Ở trong nhà ái giảm cứ mân thính, ngồi một lồ như đang rình kẻ cướp. Nếu là một công dân yếu đất nước thì dịch rí đừng có bước đi ra. Ngồi một lồ là giúp ích nước tá, thêm sức mạnh để vượt qua Covid. Xin cảm ơn tác giả Trẻ Thế Mạnh đã cho ra những văn thơ rất là hay. Và mọi người ạ, chắc là Hòa thì cũng giống như mọi người đấy, hiện tại đã cảm thấy đang rất là tự hào vì mình được là một người con của Việt Nam. Mỗi lần mà như rí thì cảm thấy là người Việt Nam mình đồng sức đồng lòng tạo cho mình một cái cảm giác mà không có ở một đất nước mố, không có ở nơi mố có được. Và chúc cho tất cả chúng ta sẽ cùng nắm chặt tay nhau, cùng đoàn kết để chiến thắng Covid-19. Như thì Hòa xin được cảm ơn mọi người đã nghe. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ạ.